Chào các bạn đến với kênh của mình. Và việc làm đầu tiên của các bạn đó chính là hãy bấm đăng ký cho một like và nhấn vào cái chuông luôn đi để ủng hộ team mình nha. Và trong video này bọn mình sẽ thực hiện một cái thử thách thay vì là những cái clip mà vlog như lúc trước nữa. Thì bây giờ đầu tiên anh cũng phải lấy làm tiếc để nói ra rằng mấy em hãy dọn ngôi nhà cây thông đó giúp anh đi. Chứ bây giờ nếu không dọn cái ngôi nhà cây thông này thì lấy đâu ra cái sân trống để mà cho chúng ta thực hiện cái thử thách. Lên luôn. Trời ơi, mạnh lên Ngáo ơi. Đó. Giỏi quá Ngáo ơi, đi đi theo, đi theo. Từ từ, từ từ. Từ từ. Trời ơi, đi đâu vậy? Để sát sát gần đây nè. Cái ngôi nhà cây thông này nè, bọn mình làm 4 5 ngày lận rất là cực khổ cho nên không có nỡ bỏ, để đỡ đây thôi. Bây giờ là cả team mình đang dọn dẹp những cái vết tích của cái clip làm ngôi nhà cây thông nha. Coi quét dọn nè, rồi đạp cát lại để quay video cho nó đẹp nè. Bọn mình đem dụng cụ ra để thiết lập cái sân chơi nhảy cao nha các bạn. Nhớ làm cái an toàn nha, an toàn mới được à. Đem này để lót đi. Bước đầu tiên là trải cái tấm ni lông này xuống như này giúp anh cái đi. Ừ, phủ nó xuống đây. Đúng rồi, cho nó sạch sẽ mới được. Để xuống. Bọn mình quyết định lấy cọng dây bẹ để thay thế cọng dây hung để làm mức nhảy. Mình giờ đã sẽ quyết định để hai tấm điểm đây nha các bạn. Mình sẽ để hai tấm điểm đây cho nó tiếp đất an toàn. Mình sẽ trải chiếu xuống trên cái nệm này nè cho nó đừng có dơ. Thế là xong, video nhảy cao của bọn mình bắt đầu thôi. Mức đầu tiên là 50cm, anh cho Thành Ngáo đo nha. Đúng rồi các bạn ơi. Rồi 50cm nha, bên kia cũng 50cm luôn, rồi chưa? Rồi, chuẩn bị sẵn sàng cho anh Vinh ơi. Ok, nhảy từ nhỏ tới lớn á, Tiên vô vị trí nhảy trước hết đi. Xếp hàng, bắt chớ Tiên. Rồi, nhảy đụng là coi như lỗi luôn nha. Còn ai nhảy qua được cái mức này á, là được một cái kem chiên. Anh sẽ dẫn cả team mình đi ăn. Yeah. Rồi, á Tiên nhảy qua đi. Quá xịn, quá xịn. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Trời ơi, cái mức này mà nhảy hôm qua nữa thì thôi. Ở nhà bú sữa mẹ luôn cho rồi. Trời ơi. Đại ê. Cẩn thận nha. Ừ. Trời ơi, mập. Thảo, nhảy qua lẹ đây. Cái mức 50cm này bước cũng qua nữa, nó chi nhảy. Dòng ngọt này lấy cái kim chiên dễ quá các bạn ơi. Trời ơi, nó dễ. Rồi, mình là người cuối cùng nha. Dễ quá à. Dòng 1 này thì hai thành viên Tiểu Bảo và Cò không cần phải nhảy đâu. Nhưng mà dòng 2 này chúng ta sẽ tăng lên mức là 80cm nha. Dạ. Bước vô trong này đo đi. Ok. Đó, đủ 80 luôn các bạn ơi. Rồi 80cm đúng không? Cái mức này cao đó, nó tới lên quần mình rồi. À Tiên nhảy đụng dây cũng được, miễn sao qua được rồi. Gán lên Tiên. Nhảy đi Tiên. Nhảy đi. Đụng dây cũng được Tiên ơi. Nó nhảy đụng tè mà nhảy gì nổi. Rồi luôn, thế là mình lại từ dòng dưới xe rồi. Nhớ mình nha. Quá nghe. Ta Vũ Thanh nè, Vũ Thanh nè. Tốt quá Vũ Thanh ơi. Trời ơi, thằng mập, mập. Ghê thiệt. Gán lên đại, tao mập như vậy, tao còn nhảy qua chẳng lẽ mày nhảy không qua. Gán lên đại ơi. Trời ơi, cái mức này nó cao dữ vậy. Thằng đại nó mập mà nó nhảy qua được, không lẽ chị ốm chị nhảy qua không được. Ok. Nhẹ quá. Tốt quá. Rồi, Thành Ngao. Quá xịn, quá xịn. Trời ơi, dư sức tới Tiểu Cường rồi. Đại với Quang Ngọc vô vịnh dây để mình với Tiểu Bảo nhảy. Đưa dây đi, tôi vịnh cho. Cái mức này cũng kêu mình nhảy nữa, anh Vinh không tưởng mình với chơi. Nhảy đi Bảo ơi. Quá xịn, quá xịn. Cò nhảy đi. Cò nhảy coi. Cò lên cò ơi. Đi cò ơi. Quá tốt luôn. Thì chỉ duy nhất có một bạn bị lỗi thôi, đó chính là Á Tiên. Bởi vì sao? Vừa mập vừa lùn, làm sao nhảy cao cho nổi. Để dành chúng ta này, chiều cao là 1m, bạn nào nhảy qua thì anh sẽ tặng cho 4 cây kem chiên. Ủa, 80cm có 2 cây mà 1m tới 4 cây lận. Mức nó càng cao nó càng khó, nên phần thưởng phải nhân đôi lên chứ. Phần thưởng nhiều cũng nói, phần thưởng ít cũng nói, bà chị Thảo này khó quá. Mình thua, mình bị lỗi rồi, bây giờ mình sẽ dựng cây trên quay nha. Nè, mình sẽ đo thử coi. 1m nó tới đâu đâu. Để cao lên Tiên ơi. 1m nó tới đâu vậy? Cao nữa. Cái vòng 3 này tới 1m lận các bạn, không biết mình nhảy qua được không nữa. Anh Vinh ơi, được đụng dây không? Tập trung vô 1m hả? Ừ, nhảy miễn sao qua được rồi, đụng dây anh cho phép luôn nha. Rồi, nhảy qua. Hay quá. Mất cái kem rồi. Thôi. Thấy kinh khủng chưa? Không đụng dây luôn mới chẹo á. Wow. Very good. Ok luôn. Thấy em chưa?
Trời ơi, hay quá. Khéo dữ rồi. À, cò bay lên trời luôn rồi. Trời ơi. Cũng may là có cái nệm bông bông là chết cái cuộc sống của mình rồi. Chị bốn cây kim chiên. Rồi nhảy đi quay. Ok. Wow. Gà heo biết bay là có thật nha. Đây, chị Thảo là cò biết bay nè. Rồi bay đi. Mày lên đẳng nhảy đi, tao dịnh giùm cho. Không biết tao nhảy qua không nữa nè. Kén lên. Để cố gắng lên mới được. À, cò mà nhắm bằng đại nhảy qua nổi không? Chắc thằng đại nhảy không nổi quá. Thể tin nổi là A Đại có thể nhảy qua được cái chiều cao 1 mét. Và vòng cuối cùng này bạn nào nhảy qua được cho 10 cái kem luôn. Yeah! Khoan đã, nghe đi. Chiều cao 1m2. Hả? Giới hạn của mình là 1 mét thôi. Bây giờ anh thêm 20cm nữa sao mà nhảy nổi. Rồi, 1m2. Thế là xong phim. Thôi ơi, mày nhắm mày nhảy qua được không? Không biết nữa, gắng hết sức đi rồi tính. Đây, là 1m2 nha. Đây các bạn, 1m20 nha mọi người. Rồi căng dây ngay đâu ạ? Ngay cái cần cổ của Vũ Thanh. Anh Vũ Thanh là ngay cổ, còn mình cao trên đầu luôn. Dạ, nhảy trước. Dạ, nhảy trước đây. Thôi, em nhảy trước cho. 4 cái kem là đủ rồi. Ừ, vậy đi. Ok, nhảy luôn. Nhảy luôn. Trời, không tới rồi các bạn ơi. Này quá tầm của mình rồi. Thua. Ra đây cho chị Thảo 4 cái cây. Cái gì đó? Ôi nôn, ôi nôn, nôn 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 nôn. Quan, mày đừng buồn, tao sẽ đi theo mày đây. Cố lên Đại, cố lên Đại ơi. Ôi các bạn ơi, mình nhảy không có nổi. Chị Thảo búng cái bay lên trời luôn nè. Rồi nhảy. Nhảy nè. Thôi. Trời luôn, cũng quăng qua luôn. Game over. Còn lại năm anh này là nhảy đỉnh nhất trong team mình luôn nè. À, nhảy trước đây. Mày nhảy trước đi Vũ Anh ơi. Ok, để tao mở màn cho. Cố lên Vũ Anh ơi. Nhảy qua. Nhảy qua Vũ Anh à. Mời cái kèo các bạn ơi. Game over. Rồi. Bạn ơi, bị dướng cung dây luôn rồi. Thôi. Tiếp theo tới hình chiến nào. Tiểu Cường nè, Tiểu Cường nè. Tiểu Cường này bay dữ lắm nha. Trời ơi, nó bắt chớn ở đâu xa dữ vậy? Nó chạy tới dây nó mệt luôn rồi, lấy gì nhảy nổi. Thằng Tiểu Cường này nó thi nhảy trong trường dữ lắm. Mình nghĩ là nó nhảy qua đó. Run. Quá rồi. Trời ơi, còn nhảy cao mình nữa trời. Còn mình cân nó nghe ngáo, nhảy sao mang nhục với fan đi. Mức này đối với ai là chuyện lớn, nhưng đối với mình là chuyện nhỏ. Gì mấy mát người ta? Rồi, rách quần luôn. Nhảy cao thì bọn mình đã làm rồi. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện nhảy xa. Mệt lắm anh Vinh ơi. Đuối nè. Thôi anh Vinh ơi, nãy giờ nhảy cao mệt dữ lắm rồi. Nhảy xa không nổi đâu. Mệt quá rồi anh Vinh ơi, khi khác làm clip nhảy xa. Vậy trong clip này em được 4 cây kem. Em cũng được 4 cây giống Tiểu Phương. Còn cưng được mấy cây? Dạ em được 1 cây. Hả? Còn ngáo? Em được 10 cây. Em cũng được 10 cây luôn. Em 10 cây luôn. Em 4 cây à. À ok, vậy thì bây giờ bọn mình sẽ đi ăn kem chiên thôi. Yeah. 5 minutes later. Theo mình dự tính thì mình sẽ dẫn các em ở đây đi ăn kem chiên nha mọi người. Nhưng mà cái quán kem chiên đó sáng ngày Chủ nhật á, thì người ta đóng cửa rồi. Cho nên quyết định team mình sẽ đi ăn chè. Vô quán chè kiếm bàn ngồi nha các bạn. Một bàn như vậy là 2 người. Đó. Quá thoải mái luôn. Thần ơi, cái menu gì đâu nhiều món như vậy, biết gọi món gì đây ta? Quán kem chiên đóng cửa rồi, cho nên bụng mình vô bán chè ăn, thay 4 cây kem chiên thành 4 cái bánh lăng. Mấy con sòi dẻo nãy đây làm gì ăn trời? Nó muối ớt đi. Cháy tỏi đi, cho nó thơm. Bên mình sẽ lấy cái nồi với cái chảo nghe, muốn cháy tỏi, mình luộc rồi sao mình mới cháy tỏi được. Đúng rồi, còn bên mình thì hành. Còn đường nữa nè. Dầu nữa nè. Đó, hạt nêm, đường. Dầu, muối nữa. Muối nữa nè. Làm rồi. Tới mình làm sò đẹp nước mỡ hành, chắc chắn phải cần mỡ hành rồi. Cắt hành ra đi nha. Ok. Nước mỡ hành thì cần đậu phộng nó mới ngon, cho nên mình đang rang đậu phộng đây. Rang hạt đậu phộng cho nó vàng đều hết rồi mình đâm nhuyễn ra nha các bạn.